Xin chào tất cả các anh em fan pháo thủ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh The Gunners. Sau hơn 90 phút đầy cảm xúc trên sân CUNY World Road trước Tân binh Luton Town, pháo thủ thành London đã có một chiến thắng kịch tính và nghẹt thở với màn tỏa sáng ở cuối trận của bao gạo 100 củ Declan Rice. Qua đó, giúp cho thầy trò Mikel Arteta tiếp tục giữ vững được vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League mùa này. Sau chuyến hành quân đầy gian nan trên sân của Luton Town, binh đoàn pháo thủ sẽ đến làm khách trên sân của Aston Villa ở trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 16 của Premier League vào cuối tuần này. Liệu rằng may mắn có tiếp tục mỉm cười với đội chủ sân Emirates? Hãy cùng đến với những nhận định của The Gunners trước thềm màn so tài hấp dẫn này. Nhưng trước khi bước vào video, các anh em đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ sản phẩm nào của kênh nhé. Bên cạnh đó, các anh em muốn mua những vật phẩm có liên quan đến pháo thủ có thể click vào đường link ở phía dưới phần mô tả. Anh em nào muốn làm dạng affiliate kiếm tiền online thì bơi vào đây đi. Tôi đang làm X1 nên chia sẻ cho anh em luôn. X1 đã được cập nhật cải tiến, anh em chỉ cần tải app, sau đó làm nhiệm vụ, chơi trò chơi trên app thì X1 sẽ trích một phần từ chi phí từ các nhà quảng cáo game đang hợp tác với X1, thưởng nhiệm vụ để anh em rút về Momo, đảm bảo anh em kiếm được tiền nhanh chóng, an toàn, rút cực nhanh. Đặc biệt, anh em có thể mời bạn bè tải app, làm nhiệm vụ hàng ngày để nhận xu thưởng. Nhắc lại xu này có thể rút trực tiếp về Momo hoặc mua thẻ game, thẻ cào điện thoại miễn phí nhá. Có rất nhiều người đã kiếm được từ vài triệu cho tới vài chục triệu khi sử dụng X1 bằng cách mời bạn bè tải và làm nhiệm vụ trong app. Nhanh gọn lẹ, tiền thưởng cực cao. Nhớ tải xuống X1 bằng link của tôi, nhập mã mời GTNEFA. Ai may mắn là nhận được 5 đô luôn nha anh em. Anh em nhập ghi code của tôi để nhận su free nhá. Hãy sử dụng link tải của riêng anh em để mời bạn bè nhận tiền thưởng nha. Hiện tại, The Gunners đang tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng của Premier League mùa này với 36 điểm sau 15 trận đã đấu, trong đó có được 11 chiến thắng. Tuy nhiên, hãy cùng chúng tôi vặn ngược lại những kim thời gian để quay về những gì đã xảy ra trước đó nhé. Sau hơn 90 phút nghẹt thở trên sân CUNY World Road, thế mới thấy rằng một tân binh lần đầu tiên tham dự Premier League như là Luton Town lại là một đối thủ không hề dễ chơi. The Hatters đã khiến cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta có những giây phút từ thăng hoa, lo lắng cho đến vỡ òa bùng nổ. Nếu như Gabriel Martinelli là người đã mang về bàn mở tỷ số cho pháo thủ ở phút 20, thì chỉ đúng 5 phút sau, một Gabriel khác, cơ mà là Gabriel Osso của đội chủ nhà, đã đánh bại thủ thành David Rea để quân bình tỷ số 1-1 cho Luton Town. Mặc dù bị gỡ hòa trong vánh, song Arsenal tiếp tục tấn công dồn dập hơn nữa. Tuy nhiên, phải tới những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 thì họ mới tái lập được thế dẫn trước. Ben White phối hợp cùng với Bukayo Saka trước khi tạt bóng chuẩn xác để cho Gabriel Jesus băng vào đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Ấy vậy mà, biết đâu bất ngờ, pháo ta chợt bị đội nhà gỡ hòa. Phút thứ 49 của hiệp 2, từ tình huống phạt góc bên phía cánh phải của Anthony Doherty của Luton, thủ môn David Rea đã có tình huống băng ra thiếu hợp lý và bất lực nhìn Adebayor đánh đầu tung lưới Arsenal. Và chỉ 8 phút sau, đội chủ nhà bất ngờ vươn lên dẫn trước. Nhận bóng từ Andros Townsend, tiền vệ từng khoác áo Everton và Chelsea một thời, Ross Barkley đã có pha dứt điểm đánh bại thủ thành người Tây Ban Nha, qua đó nâng tỷ số lên 3-2. Một lần nữa, thủ thành số 22 của pháo thủ khiến cho các cổ động viên pháo thủ bất an khi đã có một tình huống đổ người quá chậm. Còn Luton Town lại cho thấy họ không phải là một đối thủ dễ chơi ở Premier League mùa này. Tới phút 60, Gabriel Jesus tì đè hợp lý thoát khỏi sự kèm cặp của vệ bên phía Luton Town trước khi chuyền bóng như đạt cho Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho pháo thủ. Và đây có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong suốt 24 giờ qua. Cảm xúc của ban huấn luyện cũng như các Gunners trở nên bùng nổ vào phút bù giờ thứ 7 của hiệp 2. Declan Rice có pha bật cao đánh đầu sau đường truyền của nhạc trưởng Martin Odegaard để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-3 đầy kịch tính cho pháo thủ thành London. Nếu để ngồi xuống uống trà và bàn luận xem cái tên nào chơi hay nhất và ấn tượng nhất ở Arsenal lúc này, thì chắc chắn cái tên ấy sẽ là Declan Rice. Hãy nhìn cách mà Rice giải cứu pháo thủ ở những thời điểm quan trọng mà xem. Từ ghi bàn cho đến cứu thua trên vạch vôi, tiền vệ người Anh đang cho thấy mình là một người hùng mới ở sân Emirates. Và cú đánh đầu mang về 3 điểm cho đội bóng mới đây ở những phút bù giờ cuối cùng trước Luton Town đã một lần nữa chứng minh rằng bao gạo trăm củ này xứng đáng đến từng xu. Tuy nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc đến Gabriel Jesus và Kai Havertz. Tiền đạo người Brazil là người đã thực hiện pha ném biên nhanh giúp cho Arsenal mở tỷ số. Và cũng chính anh là người giúp cho pháo thủ một lần nữa vươn lên dẫn trước sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Sang đến hiệp 2, Jesus lại cho thấy mình hay đến cỡ nào khi kiến tạo trong bàn gỡ hòa 3-3 của pháo thủ. Còn với Havertz, có lẽ chúng ta đang được nhìn thấy một phiên bản tốt nhất của cầu thủ người Đức trong những trận đấu gần đây. 3 bàn thắng sau 4 trận gần nhất của pháo thủ, cậu Kai đang dần cho thấy sự lột xác dưới bàn tay của huấn luyện viên Mikel Arteta. Về tình hình nhân sự,
tổn thất lực lượng lớn nhất với đoàn quân của Mikel Arteta lúc này có lẽ chính là hậu vệ người Nhật Bản Takehiro Tomiyasu. Theo như team News and Ticks, Super Tommy sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần vì chấn thương bắp chân. Điều này đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ không có được sự phục vụ của anh trong quãng thời gian còn lại của năm 2023 và cả thời gian diễn ra vòng chung kết Asian Cup trên đất Qatar vào tháng 1 năm 2024. Nếu trong trường hợp đội tuyển Nhật Bản của Tomiyasu tiến vào trận đấu cuối cùng của giải, số 18 của Arsenal sẽ bỏ lỡ 11 trận đấu của pháo thủ, trong đó có 3 trận đại chiến quan trọng với Liverpool. Cựu sao Bologna đang cho thấy phong độ thi đấu ấn tượng trong thời gian gần đây. Ở hai trận đấu gần nhất, anh ra sân trước Lens và Wolves trên sân nhà, Tomiyasu đã có 3 kiến tạo thành bàn cho đồng đội. Đồng thời, anh cũng thi đấu cực kỳ ăn ý với những ngôi sao của pháo thủ, bên cánh phải như là Bukayo Saka hay là Martin Odegaard. Trong set tennis với Lens trên sân nhà ở đấu trường Champions League, Tomiyasu đạt tỷ lệ tạt bóng chính xác tuyệt đối 100%, tỷ lệ chuyền dài chính xác là 72% và đã có 2 đường kiến tạo thành bàn. Vào hồi tháng 11 vừa qua, trong một buổi báo, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định rằng ông muốn giữ hậu vệ người Nhật Bản ở sân Emirates. Chia sẻ với giới truyền thông, vị trí được ra người Tây Ban Nha cho biết: "Tôi muốn Tommy ở lại đây. Tôi đánh giá cao cậu ấy và rất thích cầu thủ này. Cậu ấy được mọi người tại Arsenal yêu mến và tôn trọng. Hiện tại, cậu ấy đã đạt mức độ mà chúng tôi cần. Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ tiếp tục ở lại với chúng tôi." Sự xuất sắc của Tomiyasu trong trận đấu vừa qua đã gây ấn tượng mạnh mẽ, không chỉ với ban huấn luyện mà còn với các cổ động viên pháo thủ, đồng thời tạo áp lực lên những người đồng nghiệp như là Oleksandr Zinchenko, Ben White hay là thậm chí tân binh của đội bóng là Julian Timber, người đang trong giai đoạn phải điều trị chấn thương. Chính vì vậy, việc Tomiyasu vắng mặt ở trong phần còn lại của năm nay sẽ là cơn đau đầu đối với vị trí lực gia người Tây Ban Nha. Ngoài ra, Arsenal cũng sẽ không thể có được sự phục vụ của Thomas Partey, Emile Smith-Rowe và Fabian Vieira vì lý do tương tự. Bây giờ sẽ là thời lượng dành cho đội chủ nhà Aston Villa. Sau 15 trận đấu ở Premier League mùa này, The Villains hiện tại đang xếp ở vị trí thứ 3 với 32 điểm trên bảng xếp hạng, có được 10 chiến thắng, 2 trận hòa và mới để thua 3 trận. Chưa dừng lại ở đó, Aston Villa hiện còn đang thể hiện phong độ ấn tượng ở sân chơi Europa Conference League với 4 chiến thắng, giành được 12 điểm sau 5 trận đã đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery đã khép lại tháng 11 với thắng lợi tưng bừng ngay trên sào huyệt của Tottenham Hotspur. The Villains đã khởi đầu tháng 12 bằng trận hòa nhọc nhằn trên sân của Bournemouth. Thế nhưng, mới đây, họ đã xuất sắc giành được chiến thắng trên sân nhà trước những nhà đương kim vô địch Manchester City ở vòng thi đấu thứ 15 của Premier League nhờ pha lập công của Leon Bailey, cùng với những pha cứu thua ấn tượng của găng tay vàng World Cup 2022, Emiliano Martinez, người đã làm nản lòng chân sút xuất sắc nhất của Man City, Erling Haaland. Nếu để nói về những cái tên nguy hiểm bên phía đội chủ nhà, pháo thủ sẽ cần phải dè chừng những cái tên như là Oli Watkins, Douglas Lewis, Leon Bailey, Moussa Diaby hay là John McGinn. Trong đó, Oli Watkins là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất khi anh đã có 8 pha lập công cùng với 8 đường kiến tạo sau 15 trận ở Premier League mùa này. Còn về mặt lực lượng, The Villains sẽ không có được sự phục vụ của Emiliano Buendia, Tyrone Mings hay là Bertrand Traoré vì chấn thương. Xét về thành tích đối đầu giữa hai đội trong kỷ nguyên Premier League, thì những con số thống kê đang có phần ủng hộ đội chủ sân Emirates. Cụ thể, trong 56 lần đối đầu với nhau, Arsenal đã có được 31 lần giành chiến thắng trước Aston Villa, trong đó có 14 lần giành chiến thắng ngay trên sân của đối thủ. Trong đó, số lần ca khúc khải hoàn của Aston Villa chỉ là 11. Trong chuyến làm khách đến sân Villa Park ở mùa giải trước, Arsenal đã mang đến cho những khán giả một trận đấu kịch tính và đầy cảm xúc. Mặc dù hai lần bị vươn lên dẫn trước, nhưng pháo thủ thành London vẫn xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng đầy kịch tính với tỷ số 4-2 nhờ những pha lập công của Bukayo Saka, Oleksandr Zinchenko, Gabriel Martinelli cùng với pha phản lưới nhà của người cũ Emi Martinez. Với một Aston Villa thi đấu ấn tượng và ẩn chứa nhiều bất ngờ, Arsenal sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn mang 3 điểm trở về với London. Sau thắng lợi kịch tính trước Luton Town, thầy trò luyện viên Mikel Arteta sẽ lập tức chuẩn bị cho chuyến hành quân đến sân Villa Park của Aston Villa, đội bóng vừa xuất sắc đánh bại Man City của Pep Guardiola. Liệu rằng The Gunners sẽ giành được 3 điểm ngay tại sào huyệt của đối phương, hay là Aston Villa sẽ một lần nữa khiến pháo thủ phải trắng tay ra về? Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến sẽ có vào rạng sáng ngày Chủ nhật tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này trên kênh The Gunners. Nếu thấy nội dung này hay, đừng quên ấn like và ủng hộ một subscribe để ủng hộ cho kênh, đồng thời nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh của chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo.